Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ bóc và đập hộp thiết bị phát sóng wifi không dây Unify, một thương hiệu đến từ Mỹ. Và ngay bây giờ mình sẽ khui hộp xem bên trong nó có những gì. Đây là những sản phẩm mình đã khui rồi. Ta có một thiết bị Unify đĩa bay. Có một sách hướng dẫn sử dụng, một cái đế. Sẽ có nguồn cục nguồn PoE 24V. Sử dụng điện 220. Cục nguồn này hai mươi bốn volt, dòng là 0.5 A. Và có nguồn thì chúng ta sẽ có dây nguồn đây. Đây dây nguồn. Thiết bị Unify, một thương hiệu đến từ Mỹ. Thiết bị Unify này có mã là Unify AC Line, phát sóng được hai băng tần 2.4 và 5 GHz, công nghệ PoE là mạng LAN và nguồn điện sẽ đi trong một dây nên sẽ rất thuận tiện. Ở điểm cuối sẽ không cần điện nữa mà nó sẽ tích hợp trong cái nguồn PoE này, một công nghệ rất là tuyệt vời. Nó sẽ mang tính tiết kiệm, gọn nhẹ, không làm phức tạp phải là có nguồn điện hay không. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình thiết bị này trên máy tính, và cấu hình trên điện thoại mình sẽ ra một video sau. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi mình sẽ cấu hình. Mình sẽ cầm điện. Trên nguồn này nó có một cái cổng LAN là tích hợp PoE, tích hợp điện lên này, và một cổng là LAN, nó sẽ cắm dây mạng vào. Và một dây LAN sẽ cắm vào cổng PoE. Và trên cái dây LAN này nó sẽ cung cấp mạng và nguồn điện, cung cấp dòng điện cho nguồn điện cho cái thiết bị Unify này. Thì thiết bị này có mạng là nó sẽ báo đèn màu xanh. Cái điểm đặc biệt của thiết bị Unify này, nó sẽ được adopt lên cái controller. Nếu một doanh nghiệp, một cơ sở kinh doanh mua bán nào sử dụng từ 2 đến 4 con hoặc là nhiều con nữa thì cái trình controller nó sẽ quản lý tất cả cái con Unify này. Đầu tiên chúng ta sẽ vào cái trang chủ Unify. Chúng ta sẽ download cái driver để quản lý thiết bị. Chúng ta tìm thiết bị
Unify CLI. Chúng ta sẽ tải phần mềm quản lý. Chúng ta sẽ tải Unify Network Apply. Chúng ta sẽ tải tải cái app này. Chúng ta dùng Windows, chúng ta sẽ tải cái app Windows. Nếu dùng MacBook thì dùng bản này, macOS. Còn Linux, Ubuntu thì bản này. Mình dùng laptop Windows nên mình sẽ tải cái bản ở giữa. Download. Khi download xong, chúng ta sẽ cài đặt. Khi các bạn cài đặt không được thì nó sẽ, khi chúng ta cài đặt nếu được thì không sao, mà nếu chúng ta không cài đặt được, đó là nguyên nhân chúng ta thiếu cái Java. Chúng ta sẽ tải Java để hỗ trợ, tại vì ứng dụng cái app này nó chạy trên, nó chạy được là nhờ cái thư viện Java. Nó đang đấy, nó báo thiếu thư viện Java này. Chúng ta sẽ download Java. Cài luôn. Khi Java cài xong, chúng ta mới cài cái app Unify Controller được. Ta đã cài xong cái server. Chúng ta tắt nó đi. Chúng ta tiếp tục lại cài đặt cái phần mềm quản lý Unify. Ok, chúng ta cài xong. Ở đây chúng ta sẽ vào trang chủ của nó, đăng ký một tài khoản. Chúng ta sẽ tạo một tài khoản. Chúng ta sẽ mở lên đây. Bắt đầu, chúng ta vào địa chỉ của nó. Ở đây, chúng ta sẽ bấm Advent. Bấm tiếp tục vào localhost. Nó biểu đặt tên cái site. Cái controller bảo quản lý là tên gì? Mình sẽ đặt là Network ứng dụng. Tích vào đồng ý. Bấm Net. Chúng ta sẽ tạo cái tài khoản Unify trước, hay là mình tạo rồi. Mình sẽ nhập cái địa chỉ, cái tên tài khoản. Khi đăng nhập xong, vào Net tiếp. Các bạn muốn tạo tài khoản thì bạn vào Unify
create tài khoản, tạo tài khoản. Ok, chúng ta chưa có thiết bị nào. Chúng ta sẽ đặt cái tên wifi, chúng ta sẽ đặt tên wifi là test. Mật khẩu theo ý bạn. Ở đây nó bảo là tích vào cái 2G và 5G, tức là cái tên wifi này nó sẽ hoạt động cả hai bàn tầng. Khi thiết bị chúng ta có 5G, nó sẽ perfect auto lên 5G, mà khi thiết bị chúng ta không có 5G nó sẽ chạy 2G thôi. Và chúng ta bấm tiếp tục. Ok, nên chọn Việt Nam, Nam Phoenix. Bây giờ bài cộng ok, mình sẽ quản lý hai con thiết bị. Ok, đây là cái giao diện của nó. Controller quản lý thằng chạy version 6.4.54. Đây, cái size của mình quản lý đây. Đây là cái sơ đồ mạng topology. Đây là device của chúng ta. Nó adopt. Đó, mình cắm một con, nó tự nó adopt nhảy lên size. Và mình sẽ adopt thêm một con nữa. Cái controller này chúng ta sẽ quản lý được nhiều thiết bị Unify CLI. Cái tính năng đặc biệt của nó là nó tự roaming. Khi có từ hai thiết bị trở lên, nó sẽ có phát chung một cái SSID, một tên wifi. Khi chúng ta từ ở vị trí con wifi này bắt cái con wifi này qua cái con wifi khác, nó sẽ tự roaming qua con thứ hai. Ví dụ như một cái tòa nhà, chúng ta ở tầng 1, chúng ta lên tầng 2, nó sẽ tự roaming và bắt con tầng 2. Khi mà lên tầng 3 thì nó tự roaming bắt con tầng 3. Cũng chỉ một cái tên wifi đó thôi. Đây là cái tính năng rất đặc biệt, tính năng roaming của thiết bị này. Đây, chúng ta adopt. Đây, còn một con tiếp theo, chúng ta cắm con tiếp theo. Chúng ta cũng adopt luôn, adopt hai con luôn. Rồi, con này đã online. Và chúng ta vào setting, chúng ta sẽ xem cái phần band steering. Chúng ta sẽ bật perfect 5G. Cái lúc nãy mình nói cái tên wifi mà test nó sẽ perfect lên 5G nếu chúng ta kích hoạt cái perfect này. Chúng ta apply change. Ok, và chúng ta đặt cái con AB này là AB1 Asset Boy AB. Apply.
Em ra xem cái tên wifi của nó sẽ. Đây. Test. Mình dùng hai gạch wifi, một gạch wifi 2.4GHz và một gạch wifi hỗ trợ 5G. Ta sẽ vào test thử tốc độ của nó như thế nào. Tiên thì mình sẽ bắt rồi con AB thứ hai cũng lên luôn. Ta vào setting và đặt thành AB 2. Mình cũng perfect 5G. Chúng ta sẽ tạo một cái tên wifi. Nó chỉ phát bằng tần 5G thôi. Test 5G. Mật khẩu thì chúng ta tự đặt. Đây, mình chỉ chọn wifi ban, chọn nó chỉ phát 5G thôi. Chúng ta ép tên wifi và hai cái thiết bị chúng ta nó sẽ apply cái cấu hình. Và thiết bị, hai thiết bị chúng ta là online. Và chúng ta vào phần wifi, chúng ta sẽ bật cái card wifi 2.4, bật cái test. Chúng ta sẽ bị test cái card 2.4. Để mình forget lại. Forget. Ok. Chúng ta kết nối rồi, nó sẽ bị test. Chúng ta xem sự khác biệt của sóng 2.4 và sóng 5G. Mình sẽ test để cho các bạn biết nó sẽ perfect 5G như thế nào. Cái tên wifi test nó sẽ có hai cái băng tần 2.4 và 5GHz. Khi card chúng ta có 2.4 thì nó sẽ download 50 và upload 25 MB. Thì có từng đó thôi. Và chúng ta sẽ disconnect và sang cái card wifi. Mình sẽ bắt qua cái card wifi thứ hai. Cắt 5G và connect. Ok. Chúng ta xem nó perfect lên 5G như thế nào. Nó có khác biệt download và upload không? Wow, pin chỉ có 40 giây thôi. Cắt 5G. Max. Cái tên wifi là test, nó sẽ perfect lên 5G, nó sẽ đẩy lên tới 94.6 MB. Và phần block nó cũng khá cao luôn.
Ok, đây là cái tên wifi mà test nó phở phép lên 5G, cái thiết bị trong bờ tương tự. Chúng ta đi connect, chúng ta sẽ bác vào sẽ test 5 cái tên wifi test 5G. Rồi, chúng ta sẽ big test. Thiết bị các bạn có 5G thì tốc độ của sóng 2.4 nó sẽ không bằng sóng 5G. Này, quả như con rừng này 87, 88. Cái khác biệt của test Vot nó chọn giữa 2G và 5G, nó tự perfect lên, rất khác biệt. Đây nó sẽ có, nó sẽ vẽ ra cái turbo lorry, cái sơ đồ. Đây là laptop của mình, đây là cái con AB. Đang bắt sóng 5G. Update firmware. Và đây cái phần wifi inside, nó sẽ hiển thị các kênh, các sóng wifi, và cùng nó sẽ, đây là cái sóng 5G ở gần. Nó sẽ cho chúng ta thấy cái sóng wifi ở gần cái tên, ở gần wifi đấy của chúng ta. Lại có 13 sóng wifi là dùng từ qua 2 sóng wifi 5G. Và video của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại.